tội thiên hạ.
thì anh em thank you.
biết bao điều đẩy đưa con xa Ngài, bao nhiêu u hoài làm dây dứt đời con. Có biết bao điều xui khiến con hư vong, bao nhiêu tham vọng làm tha hóa đời con. Tiếng Chúa kêu mời đời con dám vươn lên, dám luôn khước từ trước bao điều lôi cuốn. Cho con sức mạnh để con biết can trường, dứt đi bao hư hèn, bao thói quen tà dại. Cuộc sống trường sinh là điều cao quý nhất, để con dám hy sinh, để con dám quên mình. Có biết bao điều cản ngăn con yêu Ngài, bao nhiêu hư hại làm hoen ố đời con. Có biết bao điều răng mắc trong tâm can, bao phen lỡ làng vì ham hố lợi danh. Tiếng Chúa kêu mời đời con dám vươn lên, dám luôn khước từ. Chúng này nó không bao giờ nói được rồi đấy ạ. À? Mày quay gì vậy? Chúng nó. Trên lấy bánh nữa. Hai đi. Lấy bánh nữa. Lấy bánh nữa. Đứa là sao mà chưa? Là cháu này. Xem cái bộ xếp của hình rất bị lao vậy. Mệt quá, bây giờ phải ngồi lại, đứng lên cho anh ngồi phải lấy việc. Chưa đứng lên được. Mệt thế. Rồi, nói đi. Em xin thay mặt các chị. Các chị. Trong bộ dân hạt. Cảm ơn chị Tâm đã chúng em những ngày qua. Em biết là chị cũng bận, chị đã dành thời gian để giúp chúng em, dẫn dắt chúng em, để chúng em làm trọn nhiệm vụ của mình. Chúng em cảm ơn chị rất nhiều và mong rằng trong những năm sau chị cũng vẫn sẽ nhận lời và giúp chúng em trong việc của Chúa. Chúng em để chúng em ngày càng dâng hay hơn nữa và làm cho chất lượng hơn nữa. Chúng em cảm ơn chị rất nhiều. Đứng lại cho chúng ta đứng ngồi không yên. Đứng lại quỳ.